Nguyên nhân khởi nguồn từ một thông báo của Tổng Công ty Vận tải Thủy Vivaso vào ngày 15 tháng 1 năm 2019 là công ty đã cắt toàn bộ bảo hiểm của 30 người từ tháng 10 năm 2019. Trước đó, Vivaso cũng đã cắt lương của toàn bộ khối nhân viên nghệ thuật và một số trường hợp khác. Là công việc là phải giải thích tại sao lại cắt. Ít nhất người lao động bị cắt cũng phải có một lời giải thích. Và tại sao từ tháng 10 mà đến 15 tháng 1 mới thông báo. Trong khi đó, ông Nguyễn Danh Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam thì lại khẳng định họ đã có thông báo sớm từ các nhân viên của mình từ hồi tháng 5 năm 2018. Không, cái thông báo này thì chúng tôi đã dán công khai và đã gửi đến các phòng ban chức năng, các bộ phận sản xuất thông báo này. Và tôi biết là cái tờ thông báo này đã có rất nhiều người chia sẻ trên Facebook, trang Facebook cá nhân. Tuy nhiên, câu chuyện cắt lương hay cắt bảo hiểm được các nghệ sĩ cho rằng đây là giọt nước làm tràn ly cho mâu thuẫn đã tồn tại giữa tập thể các nghệ sĩ này với cổ đông chiến lược Vivaso nhiều tháng nay. Ngay từ những ngày đầu công ty tiếp quản hãng phim truyện, giữa hai bên đã không tìm được tiếng nói chung và liên tục xảy ra những mâu thuẫn, tranh cãi, kiện tụng. Không có một cơ quan văn hóa như hãng phim, một cái đặc thù về công việc như vậy mà bắt các nghệ sĩ lên chấm vân tay để tính điểm và để, quá 14 ngày thì coi như làm việc. Và vừa rồi tôi đã nói vấn đề đấy. Đấy là những cái quy định ngu xuẩn và không hiểu biết cái đặc thù. Đấy là cốt lõi của tất cả những cái hệ lụy khác. Trong khi đó, ở phía bên kia lại có những lý lẽ khác. Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam cho biết, chính vì thường xuyên mâu thuẫn, thanh tra nên đơn vị này hầu như không làm việc, không sản xuất, không hoạt động và không có doanh thu. Hiện đơn vị cũng không còn tiền để trả lương cho nhân viên. Khi đơn vị tiếp quản hãng phim thì lực lượng lao động rất đông, nhưng trên thực tế có nhiều người đã đi làm nơi khác hoặc không đến công ty bao giờ. Thế để phân biệt giữa những người đang làm việc ở công ty và những người thì không làm việc công ty nữa, làm ở nơi khác, thì bắt buộc chúng tôi phải đưa ra cái quy định là đến làm việc ở công ty phải chấm vân tay. Thế nhưng trong đó chúng tôi cũng xét đến các trường hợp đặc thù của ngành nghề, là trong quy định chúng tôi nói rất rõ những người làm việc đặc thù, đề tài sáng tác dự án thì chúng tôi đã quy định rõ là đăng ký cụ thể với người sử dụng động đối với trường hợp để chúng tôi có thể là thỏa thuận về việc là thời gian thực hiện những người đấy thì không cần phải chấm vân tay. Thế chúng tôi quy định rất rõ. Ông Nguyễn Danh Thắng cho biết hiện công ty đang thực hiện thoái vốn trước thời gian theo đúng kết luận của Thanh tra Chính phủ. Vì thế công ty sẽ không đầu tư vốn để sản xuất phim hay xây dựng cơ sở hạ tầng. Khi có nhà đầu tư mới đến mua, công ty sẽ chuyển cổ phần lại. Tuy nhiên, thời điểm đó là khi nào thì công ty không thể quyết định. Đơn vị này cũng khẳng định doanh nghiệp không có việc làm thì người lao động sẽ không có thu nhập là điều dễ hiểu. Câu chuyện sẽ vẫn tiếp tục đi vào ngõ cụt nếu không có cách xử lý thỏa đáng của cơ quan quản lý.